Xin kính chào quý vị và bà con. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Khuyến Nông được phát sóng trên kênh VTC16. Và mở đầu cho chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin về tình hình sản xuất đáng chú ý. Thưa quý vị, còn khoảng 10 ngày nữa mới vào chính vụ vải thiều. Những thương nhân người Trung Quốc đã có mặt ở Bắc Giang từ nhiều ngày nay để thu mua vải tươi. Mỗi ngày đang chuyển về Trung Quốc hàng trăm tấn vải. Theo thông tin mới nhất từ Bắc Giang, toàn tỉnh này hiện đã tiêu thụ được 22,5 nghìn tấn vải, trong đó hơn 50% là xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Để xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc thuận lợi, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân và chủ các điểm thu mua cần đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường Trung Quốc. Đó là cắt cuống ngắn dưới 10cm, loại bỏ lá vải còn sót lại. Dự kiến, vải thiều chính vụ sẽ cho thu hoạch từ giữa tháng 6, kết thúc khoảng cuối tháng 7 năm nay. Hiện giá vải tại Bắc Giang đang dao động từ 18.000 đồng đến 35.000 đồng 1kg. Thưa quý vị, sau một thời gian dài khốn đốn vì giá hạ thấp trong khi giá cám lại tăng cao, gần 2 tháng nay, người nuôi gà đàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mới bắt đầu có lãi khi giá gà tăng lên 68 cho đến 70.000 đồng 1kg. Đây là điều đáng mừng cho bà con chăn nuôi sau chuỗi ngày dài bị ảnh hưởng do dịch Covid. Đây là trang trại nuôi gà của anh La Quang Luận ở xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, anh đang chăn nuôi khoảng 5.000 con gà, cao điểm có khi lên tới 1 vạn gà, chủ yếu là các giống gà lai chọi, lai gà hồ. Hiện tại, đàn gà nuôi được khoảng 90 ngày, gà có khối lượng trung bình từ 2 đến 2,2kg một con. Nếu nuôi thêm khoảng 20 ngày nữa, giá gà vẫn ở mức 70.000 đồng 1kg thì sẽ có lãi. So với 2-3 tháng trước thì nó tăng lên khoảng mười mấy 20 giá gì đấy. Hiện tại như giá gà như bây giờ thì cũng rất là may là cũng đang ở trong cái giá mà người dân nuôi là có thể là được chăm chút một chút là mình cũng sẽ được 5-6 nghìn đồng trên một cân. Theo anh Luận, sở dĩ giá gà tăng lên là do sau hơn 2 năm gà rớt giá, trong khi giá cám tăng cao nên hầu hết các trại nuôi đều giảm đàn. Nhiều người còn bỏ trống chuồng. Vì vậy, khi gà tăng giá, bà con gần như không có gà bán, cầu vượt cung nên giá gà tăng mạnh như vậy. Mặc dù giá thức ăn cho gà tăng hơn trước, nhưng giá gà thịt tăng mạnh nên người chăn nuôi không lỗ, hầu hết các hộ nuôi gà đều phấn khởi thu lãi. Nếu như tại thời điểm này mà gà đang bán ở cái mức độ 65.000 đến 70.000 một cân gà thì đối với những cái đàn gà bình thường không bị bệnh tật nhiều thì như thế này là người chăn nuôi là nó có lãi. Với giá cám lên như thế này thì cũng chưa ảnh hưởng lắm. Nói chung là với cái giá như này thì người dân là cũng cơ bản là cũng cảm thấy là chăn nuôi là cũng còn muốn là có nhiệt huyết để chăn. Chứ còn như mấy tháng trước thì đúng là thì cũng chẳng ai muốn chăn. Hiện nay toàn xã Phục Linh nuôi hơn 30 vạn con gà, chiếm khoảng 40% cơ cấu vật nuôi tại địa phương. Giá gà đang tăng mạnh là tín hiệu vui cho người chăn nuôi gà tại Thái Nguyên. Tuy nhiên, bà con cũng cần lưu ý, cần đảm bảo thời gian nuôi cũng như đảm bảo an toàn chất lượng thịt gà. Thưa quý vị, cây bơ bén rễ trên mảnh đất Mộc Châu, tỉnh Sơn La từ nhiều năm nay. Với hương vị thơm ngon, trái bơ tại đây đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu và được người tiêu dùng ưa chuộng. Và cũng tại đây, có một hợp tác xã nông nghiệp đang dành rất nhiều tâm huyết, cố gắng đưa những giống bơ chín muộn vào canh tác nhằm thu hoạch giải vụ, giúp quả bơ đạt giá trị cao hơn. Ngay phía sau tiểu khu nhà nghỉ, thị trấn nông trường Mộc Châu là những đồi bơ của hợp tác xã nông nghiệp Hữu Cơ Công Thịnh. Những quả bơ này sẽ được thu hoạch từ tháng 9, khi bơ chính vụ đã kết thúc. Sau gần 10 năm, đưa những giống bơ chín muộn từ Lâm Đồng về ghép cải tạo trên cây bơ truyền thống ở Mộc Châu. Đến nay, anh Lương Văn Công đang sở hữu khoảng 1.000 cây bơ chín muộn. Được 40% được thu, sản lượng cây to thì có thể là hơn tạ. Còn cây nhỏ bây giờ là cũng 20-30 cân. Kiểm tra chất lượng thì chất bơ là rất là tốt. Nhận thấy những giống bơ chín muộn như là bơ Gemhas, bơ Bin Ketong, bơ bốt 7, bơ rít hay bơ Cuba phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu tại Mộc Châu. Năm 2019, anh Lương Văn Công đã cùng 7 anh em trong vùng cùng nhau thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu Cơ Công Thịnh với mục tiêu nhân rộng những gốc bơ chín muộn tại địa phương để các thành viên trong hợp tác xã có nguồn thu nhập ổn định từ cây bơ trên đồng đất quê hương. Để chăm sóc cây bơ hiệu quả, hợp tác xã đã đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm để tưới nước cũng như dinh dưỡng cho cây,
đồng thời chăm sóc cây bơ theo hướng hữu cơ. Trước đây mà chúng tôi dùng trồng cây ngắn ngày ấy, mà chúng tôi dùng những cái phân hóa học hơn nữa là đào xới nhiều. Đất nó gần như là nó trôi màu, nó chai sạn vào. Thế nhưng mà khi mình dùng quay sang hữu cơ, mình dùng cái dòng những cái cây lâu năm như cây bơ này ấy, thì đất đai nó khác đi rất nhiều. Hiện tại, Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Công Thịnh đã có 3.000 gốc bơ chín muộn trên tổng diện tích hơn 20 hectare. Từ sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Công Thịnh đang không ngừng nỗ lực thực hiện mục tiêu, đó là đóng góp thêm một sản phẩm nông nghiệp chủ lực cho huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.